đám đông hùng hổ kéo tới một quán ăn và cái kết không thể ngờ tới. Rồi rồi, tới công chuyện này. Ê ê, chuyện gì đây? Đám người rần rần kéo tới, đông như quân nguyên thế kia, rủ cả dòng họ đi đòi nợ luôn cơ à. Căng nha, chuyến này toan thật rồi. Tao kéo 15 thằng chơi khô máy mày luôn. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Bố thằng này làm cái quái gì vậy nhỉ? Ha ha, xin chào mấy anh mấy chị. Quán em mở rồi nha, đêm nay không say không về nha. Hả? Thì ra là thanh niên thấy quán ế vắng tanh như chùa Bà Đanh nên đốt phòng lòng đây mà. Ai ngờ có thợ có thiên, vừa châm lửa thì thần tài kéo tới. Chuyện tâm linh không có đùa được đâu nha. Mấy anh em nhà bán quán ăn thì mau mau áp dụng kế này, biết đâu thần may mắn lại ghé tới như trong video vậy. Hiệu nghiệm lắm đây.